Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Wonsu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em con tướng mới được update mới nhất. Nếu như anh em nào có theo dõi ở trên các cộng đồng của mình, của Tân Om Zibaqui và Tam Quốc Chí Huyễn Tưởng, thì mọi người có biết mình có từng đã đăng một cái bài tạo hình của hai con tướng khá tương đồng nhau, của hai con kia mà khi mới ra mắt, hai con tướng mới update. Thì đây ngày hôm nay thì bên con Tam Quốc Chí Huyễn Tưởng thì đã update con tạo hình mới con Chu Du này, không phải, nó là một dạng tướng mới. Đấy, nó tên là Xích Diễm Chu Du các bạn. Một con tướng mà thật sự là với một cái tạo hình khá là lạ so với Chu Du. Đấy, lần trước thì với Triệu Vân thì nhìn cái ra luôn, nhưng mà với Chu Du này thực sự đúng là không đoán ra thật. Nếu như đây nói là tướng Ngô thì người ta sẽ nhìn nhiều và đoán đây là Tôn Sách hơn là Chu Du. Đấy, ngày hôm nay thì mới update nên là thằng em nó gửi nó ác. Đây là cái vé dùng để chiêu mộ các bạn, vé dùng để chiêu mộ nó. Đó, vì nó bảo vào anh vào mua đi, đằng nào em quay cũng đéo ra. Rồi. Thế để tôi vậy, mai tôi sẽ chiêu mộ con Xích Diễm Chu Du này, và nếu như mà ra được hay không 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 ra được thì tôi cũng sẽ review kỹ năng của nó cho anh em nhé. Nào, mình cùng quay. Mỗi lần này chỉ quay x5 thôi. Úi trời, đen thế nhỉ? Lần trước mình có review Lôi Đình Triệu Vân cho anh em rồi. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có cái tỷ lệ ra các vật phẩm bên dưới này. Còn tỷ lệ ra 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 con Xích Diễm này thì nghe khá chua. 3% ra nguyên con, 8% ra 10 mảnh, và 20% ra 5 mảnh. Á chà. Thế mà mình quay mẹ nó không ra phát nào luôn ạ. Chẳng có nhẽ nào 3%. Ủa ủa. Game dễ vậy. Ồ, định mạnh chia sẻ phát lấy 200k NB nào. Game rể quá trời. Game rể quá trời. Tôi mới x năm có lần hai ạ. Ồ, nguyên con luôn. Được 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 được. Ôi, game thế này để quá dễ với tôi rồi. Trời ơi. Tự dưng hôm nay mình cảm thấy nhân phẩm mình tốt thế nhở? 3%. X10 này là 8% này. Được thế nhở? Ồ, có khi thì mệnh mình còn quay mướt 60 lần. Địch mạnh đến đoạn này rồi, thấy hết 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 xanh rồi, nhưng mà ra khoảng tầm thêm con nữa kiếm mảnh nâng được. Ôi rồi. Ui địch mạnh lào lào. Thế là có tướng review rồi, ổn quá, ổn luôn. Con game này thì anh em muốn ui rồi. Ui game này dễ vãi ra. Ui game này quay tướng dễ nhở. Định mệnh tướng đặc biệt kiểu gì ấy? Ui giời ơi. Tưởng như nào? Tưởng như nào? Dễ. Dễ vãi, kiểu có hai 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 con rồng xuất hiện khạc vào nhau cái là biết là quái ra đấy. Vậy thôi. Sành chín. Không ra rồi. Còn mấy? Còn một phát phát cuối thôi, còn một phát cuối này với lại một lần quay lẻ nữa. Ok, lẻ này. Úi giời, mình tưởng quả lẻ đấy mà nó không ra đấy thì thôi. Nó lại cứ gọi là vãi đái luôn ạ. Nào, xem nào. Xem mác của em mình. Đây là con Tào Tháo thì phải, mình nhớ nhầm trước là con Tào Tháo này update trước thì phải, hình như là vậy. Đội hình hiện tại bây giờ, nhưng hôm qua nó mới đổi sang đội hình Ngô ấy. Nó mới quay về với đội hình Ngô để hôm nay pick con Xích Diễm này để chơi. Đây có Chu Du rồi, nhưng mà Chu Du này nó mặc skin rồi thì phải, nhìn cũng khá đẹp. Trong tướng trong game này tôi đánh giá rất cao về tạo hình đẹp dã man, dàn tướng.
Đó. Tại bây giờ tôi cũng chưa biết là nên thay con nào vào mấy cái slot này cơ. Ra xem tướng của tôi đã. Vào túi đồ. Đây. Đây là dương đồ. Đây là con xích diễm. Con xích diễm vừa mới xích xong. Đó. Đó. Uầy. Cái này thì dễ tăng nhỉ. Được. Ôi thịt mạnh. Thế thì cũng đéo ăn thua lắm công ạ. Ồ, quay nổ như thế mà không ăn thua lắm. Trời ơi. Mẹ, một lần nâng của nó mới 160 mảnh. Mà một con chỉ có 80 mảnh. Đó là phải quay hai con dư mới lên được. Lên được vô song cao của nó. Uầy, căng thế nhở. Đây, Lôi Đình Triệu Vân đây. Hôm bữa bản update trước bản của Tào Tháo. Ô, xích diễm tôi đâu nhỉ? Đây rồi. Đó. Xanh chín ngay. Rồi. Đây rồi. Lắp tạm như này đi. Lắp tạm như này. Ôi, địch mạnh PK, boss đam các kiểu. Kiểu nó set trang bị sẵn đấy. Rồi ok, mình đã lắp tạm như này đi. Xong rồi sẽ vào PK xem một trận như thế nào. Ây, có lẽ là ải cũng các kiểu thì nó cũng không ổn lắm. Nên mình sẽ thử vào PK với người chơi ấy. Đây, set quả keo lực chiến một cái. Rồi, cỡ này là vừa này. Cỡ này là vừa này. Rồi, giảm tốc xuống một tẹo. Đây rồi. Cùng xem qua kỹ năng của nó khi lên trận thôi. Tí nữa mình sẽ review kỹ năng riêng của nó cho mọi người. Bọn này vào đầu. Ui, con rồng đẹp thế. Thanh Long à? Lôi Đình. Đẹp dã man. Con game này tôi thấy có một cái nhược điểm đó là anh em thấy cái lượng máu nó bị nó bốc lên không? Có thể làm cho chữ nó nhỏ hơn một tí, các hiệu ứng nó nhỏ hơn một tí thì game nó sẽ hài hòa hơn. Phone chữ nó to quá, nó đè lên nhân vật nhiều quá thì trận chiến nhìn toàn thấy nhìn thấy số khi mà nó quất nhau thôi à. Nên là nhìn cũng không thích lắm. Đấy, anh em nhìn toàn cái số, chả thấy hiệu ứng đâu. Đấy là cái nhược điểm duy nhất trong game này mà mình thấy. Còn lại thì mọi thứ nó rất là ổn. Bên kia có hoa đà. Địch mạnh tốc độ nó có vẻ chậm quá nhỉ. Ít một thì chậm quá. Đây là Chu Du. Chu Du thường. Mãi chưa đến lúc của con tướng mình nó đánh ta. Ủa, nó không có nộ luôn à? Chưa đủ nộ à? Bạch nộ bị trừ hết rồi. Con này trong PK tôi thấy nó có một cái vạch nộ ở dưới đấy, vạch nộ có 3 ô ấy. Nó chắc là một dạng có lẽ là nộ nộ riêng hoặc là có lẽ là một cái nội tại gì đó đúng không? Tôi thấy nó tích được một vạch rồi kìa. Ba vạch thì nó sẽ là cái gì đó, tí sẽ dịch kỹ năng xem nó là cái gì. Xem trước đi, tí dịch nó sẽ dễ hiểu hơn, thì mạnh chậm thế nhỉ. Nhanh nghe xem nào. Này sẽ nhanh quá, mẹ. Có vẻ con game này cái tỷ lệ quay tướng nó dễ. Đúng không? Bởi vì như nào nhỉ? Địch mạnh nâng một bậc mất mẹ 160 mảnh. Ồ, bằng quay cho hai con. Mới nâng được bậc. À đây rồi, kỹ năng của nó đây. Mẹ, triệu hồi chim luôn. Thế thì cầm thương làm gì ta? Mẹ, mới lại triệu... Chu Du cầm thương thì... Không, Chu Du nó Chu Du ngày xưa nó đánh bằng cái gì, bằng thương à? Không, Chu Du nó đánh bằng kiếm mà. Chu Du lại cầm cả thương thuật luôn. Lạ nhỉ, tạo hình lạ thật sự. Chắc là ít game làm được cái tạo hình này lắm ấy nhá.
Một bé á, con đấy hình như ra cắt quả hay sao. Ô, thôi chết mẹ, con lôi con diễm xích của tôi rồi. Thôi chết chết rồi, thôi chết rồi là hết cái xem rồi. Ô kìa, căn bản chưa up gì cả, tôi chưa up bất kỳ cái gì vào trong con tướng cả, nên là có thể là nó yếu thật. Không sao, được rồi, rồi giờ chúng ta sẽ ra ngoài và xem cái kỹ năng của con tướng này đi. Vô, chưa có vô xong luôn thì nó yếu rồi. Đúng rồi, đây các chiêu thức của nó đây. Đây kỹ năng đầu tiên, kỹ năng đầu tiên là công thường. Công thường nó sẽ tấn công một kẻ địch ở phía trước, gây 100% sát thương phép, đồng thời sẽ nhận được một điểm long hồn. Đấy, cái điểm long hồn này thì tí nữa mình sẽ giải thích cho mọi người sau. Đó. Một kỹ năng thứ hai, kỹ năng thứ hai đó là công nộ. Đấy, nó sẽ tấn công toàn bộ kẻ địch, gây ra 84% sát thương phép. Nếu kẻ địch trong trạng thái trước chiêu, à trước thiêu, sẽ tạo một tầng hỏa du, và khi nhận sát thương đốt sẽ có 50% gây thêm 40% sát thương. Hỏa du sẽ không thể cộng dồn và có thể kéo dài 2 lượt. Đấy, nếu kẻ địch không bị trước thiêu nó sẽ gây một tầng phá giáp. Đấy, tầng phá giáp sẽ tăng 20% sát thương bạo kích phải nhận và tăng thêm 10% mỗi lần kích hoạt. Đấy, tối đa sẽ tăng lên 60 lần và không thể cộng dồn, kéo dài cũng 2 lượt. Đấy. Cái này là cái sơ bộ, cái kỹ năng nộ của con tướng này. Kỹ năng của nó nhiều thế nhở? Nhiều thực sự. Cái thứ ba đó là Long Hồn Kỹ. Long Hồn Kỹ ở ở ở Long Hồn Kỹ thì khi mà tiêu hao 3 điểm Long Hồn ấy sẽ tấn công toàn bộ kẻ địch. Đấy. Là cái có lẽ sẽ là cái nộ thứ ba mà mỗi tôi có bảo với mọi người, sẽ gây ra 126% sát thương phép, đồng thời sẽ tăng 50 tỷ lệ bạo kích cho kẻ địch bị phá giáp và kích nổ trước thiêu của kẻ địch mà dính cái hỏa du. Toàn bộ tướng đồng minh còn sống sẽ ngẫu nhiên nhận một, sẽ nhận ngẫu nhiên được nhận một trong những cái hiệu ứng sau của con tướng này. Sẽ có tổng cộng là 5 hiệu ứng, bao gồm là cung, thương, giác, trưng và vũ. Với hiệu ứng cung sẽ tăng 12% sát thương gây ra kéo dài 2 lượt. Với thương sẽ tăng 12% giảm thương kéo dài 2 lượt. Với giác sẽ tăng 8% bỏ qua phòng ngự kéo dài 2 lượt. Với trưng sẽ tăng 24% kháng hiệu ứng bất lợi kéo dài trong vòng 2 lượt. Và với vũ sẽ tăng 24% kháng giảm nộ cũng kéo dài 2 lượt. Đó là cái kỹ năng Long Hồn Kỹ của con Xích Diễm Chu Du này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cái tầng cộng của con tướng này đi. Đây, chúng ta sẽ đến với cái này gọi là vô song các bạn, trạng thái vô song của tướng. Với vô song 1 thì tăng 20% hiệu ứng phá giáp và hỏa du. Đấy, mỗi trận một lần, khi đạt đến điều kiện cần thiết thì sẽ kích hoạt một và chỉ một hiệu ứng trong hai ứng sau đây. Hiệu ứng số 1 là khi mà kẻ địch bị tiêu diệt, ngay lập tức hồi 500 nộ, đồng thời tăng 30% sát thương phải nhận của tướng địch có lượng máu thấp nhất kéo dài cho đến hết trận. Hiệu ứng thứ hai đó chính là đầu lượt thứ hai, khi một trong các đồng minh gây trước thiêu sẽ tăng 50% khả năng gây hiệu ứng bất lợi lên kẻ địch kéo dài đến hết trận. Có nghĩa là team này chắc chắn phải đi với team Ngô rồi, con này rất chắc chắn là phải đi với team Ngô rồi đó. Còn cái tiếp theo đó chính là cái vô song tầng 3 sao đấy, có ba cái viên linh hồn đấy, anh em dễ dàng nhìn thấy. Ở đây sẽ tăng 25% hiệu ứng tướng đồng minh nhận được từ Long Hồn Kỹ. Mỗi trận một lần, khi đạt đến điều kiện cần thiết sẽ kích hoạt một và chỉ một hiệu ứng trong hai hiệu ứng sau đây. Hiệu ứng đầu tiên, khi tổng sát thương của toàn bộ tướng đồng minh gây ra vượt quá 250% tổng lượng máu tối đa thì sẽ tăng 30% sát thương phải nhận của tướng địch có lượng máu thấp nhất kéo dài cho đến hết trận. Và hiệu ứng thứ hai, khi gây ra đủ 20 tầng trước thiêu của lên kẻ địch, khi tướng đồng minh gây trước thiêu sẽ tăng 50% sát thương hiệu ứng đó gây ra và kéo dài cho đến hết trận. Đó. Và đây là cái vô song bậc 5, vô song 5. Khi tung Long Hồn Kỹ, toàn bộ tướng địch được mặc định là trong trạng thái phá giáp và hỏa du. Và sau khi tấn công, hồi toàn bộ tướng đồng minh bằng 10% lượng sát thương gây ra.
Mỗi trận một lần khi đạt điều kiện cần thiết sẽ kích hoạt một và chỉ một trong hai hiệu ứng sau đây. Hiệu ứng thứ nhất, hạ gục được hai kẻ địch sẽ tăng 60% sát thương gây ra và bỏ qua phòng ngự kéo dài cho đến hết trận. Thứ hai, sau sát thương đốt gây ra bởi tướng đồng minh vượt quá 200% tổng máu tối đa. Mỗi khi tướng đồng minh gây sát thương đốt thì tướng đó sẽ hồi 30% lượng sát thương gây ra và kéo dài cho đến hết trận. Có nghĩa là nó luôn luôn có một cái điều kiện gì đó. Điều kiện 1 đó chính là nếu hạ gục được hai kẻ địch. Và điều kiện 2 thì là nếu như sát thương thiêu đốt gây ra bởi tướng đồng minh vượt quá 200% tổng lượng máu tối đa thì sẽ kích hoạt. Có nghĩa là nó sẽ không 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 theo một cái điều kiện và thứ tự gì cả. Cái nào tạo ra được thì nó sẽ kích hoạt thôi. Mình nghĩ là vậy. Còn một cái đặc biệt khác nữa của con tướng này, của các hệ tướng này. Ở đây nằm ở hai cái duyên đặc biệt này. Đó, chúng ta sẽ có duyên với Tôn Sách và duyên với Lục Tốn. Đấy, với duyên với Lục Tốn, 1 sao, 5 sao và vô song 5. Đấy, nó sẽ có 3 bậc là Lục Tốn 1 sao, Lục Tốn 5 sao và Lục Tốn vô song 5. Thì ở mỗi bậc nó sẽ tăng cái chỉ số lên. Ví dụ nhá. Với Tôn Sách trước đi, Tôn Sách ở bên trên. Với Tôn Sách trước đi. Thì với Tôn Sách 1 sao thì dưới sự bảo vệ của Tôn Sách, Chu Du sẽ tăng 12% sát thương gây ra. Nhưng mà nếu là 5 sao sẽ tăng là 15 và nếu là vô song 5 sẽ tăng là 18. Đó. Thì cái này để cho nhanh cho gọn thì mình sẽ đọc luôn, ví dụ kiểu là 1 sao, 5 sao và vô song 5 đọc luôn cùng một thể. Ví dụ là dưới sự bảo vệ của Tôn Sách, Chu Du sẽ tăng 12, 15 và 18% sát thương gây ra. Đấy, anh em sẽ tự hiểu là 12 là của 1 sao, còn 15 là của 5 sao, 18 là của vô song 5 nhá. Đấy. Đồng thời sẽ tăng 20, 40, 60% sát thương bạo kích của toàn bộ tướng đồng minh gây ra. Đầu trận bản thân sẽ nhận 600, 750, 900 điểm nộ. Đấy. Mỗi khi tướng địch bị kết liễu bởi tướng đồng minh, Xích Diễm Chu Du nhận 1 điểm long hồn và hồi 500 điểm nộ. Đồng thời gây ra 20, 40 và 60% lượng sát thương vượt quá cho toàn bộ kẻ địch còn lại. Đó, đó là về cái duyên với con Tôn Sách. Còn với cái duyên đặc biệt này với con Lục Tốn thì sao? Dưới sự bảo hộ của Lục Tốn, Chu Du sẽ tăng 12, 15, 18% giảm thương. Đồng thời tăng sát thương đốt của tướng đồng minh bằng 5, 10 và 15% sức tấn công của bản thân. Nhưng mà lượng khiên nhận sẽ giảm 30%. Đồng thời nộ công có 50% khả năng gây một tầng hồng liên liệt hỏa. Cái này có lẽ lạ này. Cho toàn bộ kẻ địch trong vòng 2 lượt. Mỗi khi mà trước thiêu của bản thân sẽ mỗi khi mà trước thiêu của bản thân gây sát thương 2 lần và sẽ hồi 1 điểm long hồn. Cái hồng liên liệt hỏa này thằng bé nó lại không ghi ra là nó có tác dụng gì cho mình đọc luôn nhỉ. Ok, đấy là cái duyên gọi là đặc biệt đấy của con tướng này. Đó là toàn bộ cái kỹ năng và duyên của con địch mệnh chết mẹ. Nó còn duyên riêng nữa cơ, nó còn duyên riêng với một số vị tướng nữa. Nó rất nhiều nhỉ, có cả Gia Cát Lượng thì phải. Gia Cát Lượng, Khương Duy này. Đấy. Đây là Tiểu Kiều à? Đây là Tiểu Kiều thì phải. Đúng rồi. Ta có Gia Cát Lượng, Tiểu Kiều, Khương Duy. Còn đây là đấy, còn đây là Lỗ Túc các bạn. Đấy, Lỗ Túc. Lỗ Túc phải tăng HP này. Đấy, Gia Cát Lượng tăng tấn công. Tấn công 15%. Tiểu Kiều thì tăng phòng thủ. Phòng thủ. Cái này còn nó là thủ vật ấy. Còn Khương Duy thì sẽ tăng thủ ma. Quái lạ nhỉ? Thủ phép ấy. Mà thế theo là duyên thằng Xích Diễm này lạ nhỉ. Duyên với toàn quân sư ạ. Duyên với sang cả Gia Cát Lượng, duyên sang cả với Khương Duy thế nào ta. Kỳ lạ thật. Đó, ok, đó là toàn bộ kỹ năng duyên và hiệu ứng kỹ năng của tướng này. Đấy, anh em chơi con game này thì có thể tham gia cộng đồng của mình dưới phần mô tả để có thể trải nghiệm game. Đấy, nói chung là video này mình cũng review cho những anh em mà chơi con game này thôi. Còn những anh em nào thấy nó hay thì có thể tải về nghịch. Đấy, ok, video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc đây là ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo nhé. Bye bye mọi người. It's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy, when we're in too deep.